Chào mọi người, hôm nay mình có mấy cái cần câu. Mình sẽ quay chi tiết rồi báo giá để mọi người xem và mua nha. Đầu tiên, một cái cần này. Cần này, cái tay này là như kiểu là cao su á, xốp á, mà nó cũng bị chết rồi. Đây, nó thế này. Nó cần rút câu câu tay. Đây, đọt dẻo nha. Cái này có 1 khúc, 2 khúc, 3, 4, 5 khúc. 5 khúc, cái này dài 38, thu về thì là 94cm nha. Đọt này đọt dẻo rồi. Đợi mình chút. Đọt này đọt dẻo rồi, không chầm chỉnh lý nha. Đây, tất cả đều có bọc bảo vệ cường lực hết này. Đây, đồ mới cái cân này thì còn khoảng 60% nha mọi người. 60%. Cái này cái số 1 mình bán 200 này. Bán 200. Cái số 1 nha. Đây. Cân số 2. Cân số 2 là một cái cân Daiwa. Đây. Daiwa này mọi người. Cái này hình như là dài 18. Ủa, 13. Dài 13. Đây. Nó lấy đồ ra, lấy đọt ra như thế này. Nó có hai phần nha. Một phần á là cái tay câu ở dưới này này, chỉ sử dụng để câu như thế này thôi. Đây, đọt dẻo. Đây, một phần chỉ để câu như thế này thôi. Đọt của nó này. Đó. Còn không á thì rút cái này ra này. Rút cái này ra nha. Cho vào đây. Cho vào đây. Đã thành cái cân 2 khúc nha. Đây, cân này 18 nha mọi người. Mệt 8 nha. Đây, nó như thế này. Có thêm một cái khúc tay ở dưới này nè. Khi đưa vào thì đủ nó vào như thế này. Đó. Chất liệu của cái cân này thì hình như là sợi thủy tinh như vậy. Đây, chất liệu sợi thủy tinh. Đọt thì là đọt dẻo. Đọt của cái cân này là cũng là 0.9 nha mọi người. Đây, bát thì là bát F5. F5 đây. Đây, bát trượt F5 Fuji. Rồi, cái số 2. Cái số 2, cái này mình bán 250 nha mọi người. 250. Ok. Này. Khuyến thì con ok hết. Khuyến inox. Khuyến inox. Ở trong hình như đá thôi vậy, đá thủy tinh. À, đá sứ. Rồi, tiếp tới một cái cân Shimano này. Shimano này thì là phíp đỏ rồi. Phíp đỏ. Đây. Nói về đồ mới thì cái cân này cũng còn khá là mới, khoảng 80% đây mọi người. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này đây. Ngoại hình tổng thể của nó đây. Đây, đọt. Đọt của nó cũng là đọt dẻo nha mọi người. Đây, đọt dẻo. Đây, cái cân này á, vượt ra hết thì là 24. Mà thu vào là 92 cm. Đọt cũng đọt 2 đọt 0.9. Đọt 0.9 nha. 0.9 thôi. Cái này cái số 3 mới bán 208.
Shimano nha mọi người. 280.000. Rồi, tiếp một cây cân giả trúc. Bạt rồi, bạt FS5. Đây, FS5. Cân giả trúc. Cân này á thì mình hiểu sao người ta có chế cái khuyến để câu cực trong này. Đây là người ta chế thôi nha mọi người. Mình thấy hình như cái này là chế. Chế cái khuyến để câu cực trong. Chứ còn thật ra thì cái này ở trên trên đọt của nó á, thì là cực ngoài à. Hoặc có thể là cái này là người ta đã bỏ đọt khác. Đây. Đọt này thì đọt này đọt thủy tinh rồi, sợi thủy tinh rồi. Đây. Tất cả các khúc đều vẫn có kia bọc bảo vệ này. Chống nứt. Một khúc. Hai khúc. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy khúc nha mọi người. Bảy khúc. Đó. Cái cân này có bảy khúc. Độ dài vươn ra của nó là 54. Thu vào là cái này bao nhiêu đấy? 90 cm. Thu vào 90 cm. Đọt ở phía trên á, đọt này này. Đọt này là 0.9. Đây, đọt 0.9. Đọt 0.9 đọt dẻo nhá. Đây. Một cái cân giả trúc. Cái này cái số 4. À, cái này bị mất cái nắp ở phía dưới này này. Người ta cuộn băng keo lại nhá. Cái số 4 mình bán 350.000. Rồi, ok. Rồi, một cây cân câu lưu. Ôn bích. Máy này máy 5. Câu máy 5 nhá. Đây. Đó. Ôn bích này mọi người. Đây, ngoài hình tổng thể nó như thế này đây. Hai khúc. Cây này thì con khá là đẹp. Theo mình nghĩ ngoài hình cây này cũng còn trên 80% nha. Đây. Đọt của nó đây. Đợi mình chút. Đọt của nó là 21. Mọi người xem độ cứng này. Độ cứng này cũng khoảng tầm 25 á. 25 trở lên á. Đây, độ cứng khoảng tầm 25 trở lên nha mọi người. Đây. Khuyến thì là khuyến inox hết. Tất cả đều là khuyến inox. Đây. Đầu bu thì có đá trắng. À, sứ đen chứ. Đây. Đầu bu thì có sứ đen nhá. Olympic. 1m95. 1m95. Ngắn nhất là 1m02. Đây. Hai khúc như thế này 1m02 này mọi người. Con vươn ra chắc hai khúc là 1m95. Đây, câu máy 5. Cái này là cái số 5. Cái số 5 mình bán 450.000. 450. Đó. Tay cầm nó như thế này. Đây. Như thế này đây. Rồi, số 6. Cùng một cân câu luôn ạ. Lai 8 tới 20 này. Hàn Quốc. Hai khúc. Đọt. Đây, phần đọt của nó đây. Đọt này thì là đọt 2 ly. Đọt 2 ly nha mọi người. Để mình xem thử độ cứng của nó xem. Ồ, đọt này cứng. Cứng hơn đọt cái cân số 5 nữa. Đọt này phải 30. Đọt rất là cứng nha mọi người. Đây. Độ cứng phải khoảng 30 á, 25 trở lên, 30.
khuyên, khuyên thì cây này ở ngoài là khuyên sắt, khuyên kim loại, ở trong là đá bọc, đá sứ đen, sứ đen hết cho mọi người. Cây cần này thì còn hoàn hảo. Này, bạt cũng Japan luôn. Đó, Fuji. Cây này khá là chuẩn. Cây này vươn ra 1,8. Còn như thế này là 92, à 94 cm. Rồi, cây này cây số số mấy đây ta? Số 6. Số 6 nha. Số 6 này mình bán là 290.000. Ok. Số 7. Một cái cần rút. Này. Bạt Fuji F6. Fuji F6 nha, bạt trượt. Bạt inox không rỉ. Fuji F6. Khuyên này. Khuyên của nó thì hai cái khuyên cài ở dưới á, khuyên cài và khuyên kế tiếp á là bọc nhựa. Bọc nhựa ở trong đá trắng. Còn ở khuyên trên á, khuyên trên thì là sắt, đá đen, đầu bố cũng là đá đen. Được một cái á, là cái này đọt rất là to. Đây, to và cứng. Độ cứng này phải 30 trở lên. Độ cứng 30 trở lên nha mọi người. Đây, đọt này đọt hình tháp chưa được này. Mọi người xem này, đọt tháp chưa được nha. Khuyến thì là khuyến trượt. Ba cái khuyến ở trên á, đây, hai cái khuyến ở trên với cái đầu bú á là Fuji luôn. Đây có chữ Fuji ở đây, hơi mơ chắc mọi người khó thấy. Con khuyến ở dưới đây là khuyến nhựa. Cái này thì cũng bị mất cái nút ở đây. Cái phần cản thì hết là 1/3. 1/3 được bọc nhờ hết nhá. 1/3 được bọc nhờ hết. Đây, cái cân này thì dài 3 mét, thu về á thì 1,1 mét. Đọt của nó 28, đọt 28 rất là cứng nha mọi người. Đọt 28 rất là cứng. Cái này cái số 7 mình bán 300. Ngoài hình cái này thì còn khoảng 60%, hơn 65% á. Đây, đây có một cái Olympic này. Đây, cái Olympic này thì con khá là đẹp. Cái này khoảng trên 80%, trên 85%. Cái này hình như là fib rồi. À, chất liệu cái này là fib nha mọi người. Cần rút. Bạt của nó này. Bạt của nó là bạt Fuji FS7. Fuji FS7. Chữ Olympic con rất là đẹp này. Bạt cái của nó có thể khuyến cái của nó có thể gập được. Khuyến của khuyến cũng là khuyến Fuji. Khuyến cái gập được nha mọi người. Ở trong là đá sứ đen này. Đây. Đây, đây. Đây. Khuyến con rất là mới. À. Đầu bu. Đầu bu về sổ cái hàn ở đây. Sổ cái mũi hàn ở đây. Mọi người về hàn ở đây nhá. Chấm hàn ở đây, hàn tích hàn ở đây cái là xong à. Đây. Đọt này cũng đọt tháp, khuyến này khuyến trượt. Đọt tháp khuyến trượt. Ok, để mình sẽ thử độ cứng cho mọi người xem. Độ cứng cây này cũng khoảng 30 trở lên nha mọi người. Đọt này đọt 24. Đọt 24. Độ cứng khoảng 25 á, 25-30 trở lên. Đây, ok. Cây Olympic này thì khá là chuẩn. 36. Vươn ra 36, thú về như thế này á là 1,5 mét. À mình quên xem là nó là bao nhiêu đột nhá, bao nhiêu giống nhá. 1, 2, 3, 4. Của nó 4 giống nha mọi người. 4 giống. Đây, đọt của nó này. Đọt rất là to. 24, 4 giống.
Cái này thì chuẩn. Cái này cái số 8 mình bán 600 ngàn. Số 8 600. Cái này phíp đỏ đây. Rồi. Một cái cân, cân này phải nói cân gì ta? Gần như gọi là gỗ á. Gỗ á mọi người. Khuyến của nó, khuyến inox thế này. Khuyến cái này. Những cái khớp nối á là bọc khúc, bọc inox hết cho mọi người. Khớp nối bọc inox hết. Cân này cân 3 khúc. Cái này dài 3 mét. Đây. Bát của nó bát vặn. Bát vặn nhá. Đó. Tất cả cái này á là inox không rỉ. Rất là sáng nha. Này, đầu của nó này, ngọn của nó này. Ngọn này thì gỗ này thì ngọn cứng khư rồi. To chả bá. Đây. Ngọn cứng ngắc. Ngọn này chắc cũng phải bộ đôi mấy. Đây, ngọn này là bộ đôi 3. Ngọn bộ đôi 3 nha mọi người. Đây, cả này cũng căn gỗ này. Phần này inox. Ở đây quần nhờ này. Dài 3 mét. Thu về như thế này thì gập lại như thế này 104 cm. 104 cm. Cái này cái số 9. Số 9 mình bán 350 ngàn nha mọi người. 350. Rồi ok, cái số 9 350. Rồi, một cái cân 3 khúc. Phíp đỏ. Cái này đây qua. Đây, tổng thể nó như thế này đây. Khuyến thì cái này á chỉ còn hai cái khuyến thôi. Khuyến đá đen này. Inox bọc đá đen nhá. Ở trong là đá đen nha. Đây. Còn cái khuyến ở đấy á. Khuyến này ở khuyến này khuyến cái này. Khuyến cái này thì bị rùng như thế này rồi. Mọi người về thay khuyến hoặc là hàn lại. Đây, cái này thì Thảo nhờ để ra cuộn này rồi đổ kéo thôi. Rồi, đầu bu. Cái đầu bu cũng bị gãy rồi mọi người. Đây, mình còn để lại cái đầu bu ở đây này. Đầu bu bọc đá đây này. Bị gãy mất rồi, cái này về hàn lại được. Mọi người về hàn lại nha. Mình cứ để cái đầu bu ở đây. Cái này là phíp đỏ này. Cân này thì còn khá là mới. Bát là Fuji FS6, FS7. FS7 nhá. Đây qua này. Cân này ngoài hình tổng thể của nó thì còn khoảng 70% nha mọi người. Đây, cắm đất này, còn khoảng 70%. Cái này thì nói chung là vì nó bị mất một cái khuyên mình nói ở đây này. Cái này coi như mất đi. Với cái đầu bu bị gãy, mình có để lại ở đó để cho mọi người về hàn lại rồi. Thì là cái này mình sẽ bán rẻ nhá. Đọt này đọt 3 ly. Đọt 3 ly. Khá là cứng. 30 trở lên. Đây. Cái này cái số 10. Mình sẽ để rẻ cho mọi người là 350 ngàn. Cái cân 3 khúc 350 ngàn. 350 nha mọi người. Đây. Cái này về làm này cũng dễ thôi à. Có thể một là thay cái khuyến cái này đi. Còn cái đầu đấy nó thứ hai này thôi. Còn 5 cây. 5 cây. Một cây này 36 cân rút. Bát thì bát không biết của hãng gì đây. Inox. Inox nha mọi người. Được một cái á là cái này khuyến trượt mà con khuyến thì nó bị đen thôi, còn tất cả đều vẫn còn đá ở phía trong nha mọi người. Tất cả đều còn đá ở trong. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 khuyến bao gồm cả đầu bu. Cái cân này thì là dài 36. Thu về á là 104 cm. Đây mình sẽ ra xem nó mấy khúc. 1 2 3 4 khúc. Đây nó như thế này đây. Những cái giống ở phía trong á thì nó cũng không có bị xước, con rất là đẹp chứ không phải như cái giọng ở phía ngoài đâu. Đó,
này. Đây, tổng thể của nó nhá. Đọt này á là đọt 1.6 đi. Đọt 1.6 đi. Cái này cái số 11, cái này mình bán với giá một giá rất là hữu nghị, 200. 200 nha mọi người. 200. Cái số 11. Rồi, cái số 12. Cái này là gì mình quên mất rồi. À, Shimano. Đây, Shimano. Holiday Spin 10 Shimano. Bát của nó bát Fuji. Fuji set. Bát trượt này, bát trượt Fuji set. Inox không rỉ. Inox không rỉ nha mọi người. Đây, phần ở dưới đây là nhựa. Còn ở trên đây thì để mình xem này. Trên đây thì hình như là cái này hình như là sợi thủy tinh. Sợi thủy tinh thôi vậy mọi người, chứ không phải phít đâu. Còn cái này, cái này cái đầu bú này nó bị gãy mất rồi. Người ta đầu bú này nó bị gãy mất rồi. Người ta buộc nó lại rồi người ta đổ keo vào đây. Cái này thì mình muốn đẹp thì về mình làm lại thôi. Cái này thì vậy. Này, nó bị mất các cái khuyên nhựa này thì nó cũng bị bể. Bể với mất đá phía trong hết rồi. Nhưng mà cái phần đầu bú á với lại khuyến này thì theo mình nghĩ á, tất cả cái này mọi người phải về làm là hết. Căn bản á là được cái brand cần Shimano rất là ngon. Đây, bát Shimano set nữa, Fuji set nữa. Quá ngon. Cái này thì mình bán cái giá giống như kiểu là bán cái cân brand thôi nha, chứ không nữa nha. Mọi người còn được thêm cả cái bát này. Cái này là cái số 12. Cái này á là mình bán là 200 đây. 200. 200 thì cũng như là mọi người mua một cái khung cân trắng thôi mọi người. Đó. Cái số 13, một cái cân giả trúc. Cái cân giả trúc ở đây được cuộn nhờ này. Đó. Tổng thể của nó như thế này. Cái này á thì vươn ra là 3.1 mà để như thế này á là không là 94 cm. Đọt này á đọt dẻo 0.8. Đọt dẻo 0.8 nha mọi người. Đây. Đọt dẻo 0.8. Đó. Nó thì 1 giống, 2 giống, 3 giống, 4 giống. Ở phía trong thì con khá là đẹp. Cái cân này mà để đánh giá về ngoài hình á thì mình đánh giá khoảng là 70%. Một cái cân cầu tay con khá là đẹp. 70% nha mọi người. Cái cân này á thì mình chỉ bán với giá 180 ngàn thôi. Cái cân số 13. 13. 180. Ok. 14. Cái này là FS6. Bát inox trượt FS6 Fuji. Đó. Trượt Fuji FS6. Này. Ngoài hình thì cái này chỉ còn khoảng 60%. Đây. Cái này vươn ra là 5 m. Vươn ra 5 m. Đây. Cái này á là người ta bọc kia nhờ ở đây này, từng chỗ này này, thay cho bảo vệ bằng inox nha mọi người. Đây. Bọc đây. Mình xem đọt của nó này. Đó, đọt này đọt 1 thì 2. Đây, những cái khuyến này khuyến ẩn. Đọt dẻo 1 thì 2. Có khuyến ẩn ở đây. 1
cái này á thì cái đọt á, đọt là đọt thủy tinh. Đọt là đọt thủy tinh nè mọi người. Nhưng mà con ở phía dưới thì mình không biết là cái gì đây. Nhựa. Cũng phải là nhựa cái gì á. Đọt thì đọt thủy tinh thôi. 1 2 3 4 5 6 7 giống. 7 giống 5 mét. Thu về thì là 93 sen nha mọi người. Đó. Cái này, cái số 14 mình bán 300 nha mọi người. Cái số 14 300. Đây, được quần nhờ hết này. Quần nhờ này. Cái số 14 300. Cái này thì chắc mình nghĩ cái này sẽ là cái đi nhanh này. 314. Rồi, một cái cân. Cân này thì nó không ghi hiệu gì hết, nó bị mờ rồi. Nhưng mà theo mình nghĩ cái này là Olympic chứ vậy. Mình đoán thì như cái này Olympic. Cái này vươn ra, cái này cái cân rút vươn ra là 46. Thu về như thế này này, là 92 cm này. Đó, 92 cm. Đọt của nó cũng là đọt dẻo 1 ly nha mọi người. Đọt dẻo 1 ly. Đây. Đây. Phần đọt này á cũng được làm từ sợi thủy tinh này. Đây. Còn ở phía dưới này thì cái dưới đấy mình cũng không biết này. Đây. Bọc bảo vệ nha. Bọc bảo vệ chống nứt nha mọi người. Chống nứt, chống bể. 1 giống, 2 giống. Này. 3 giống. 4 5 6 giống cả thầy. Những cái giống ở phía trong á còn rất là mới, ít trây xước. Rồi, mình nhắc lại cái này nha. Cái này á, đọt. Đọt này là đọt 1 ly, đọt dẻo. Vừa ra 46, thu về như thế này á là 92 cm. Cái này cái số 15, mình bán 250 ngàn. Cái này khá rẻ. Cái số 15 250. Rồi, tại đây là kết thúc video ngày hôm nay của mình rồi. Ai mua hàng thì liên hệ mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng. Cảm ơn mọi người nhiều.